Trong thời gian qua, việc kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý cán bộ sai phạm đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, có nhiều vụ việc phát hiện xử lý quá muộn làm giảm hiệu quả của công tác này. Vì thế, cần phải cải tiến, đổi mới phương pháp, quy trình, kỹ năng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng như Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật trên 70 tổ chức đảng, hơn 8.000 đảng viên vi phạm. Tuy nhiên, việc phát hiện, xử lý cán bộ có nơi có lúc chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng cán bộ vi phạm lúc ở chức vụ thấp, nhưng khi lên vị trí cao hơn mới bị xử lý. Để ngăn chặn và phát hiện những cái sai phạm của cán bộ thì có nhiều cơ quan, nhiều lực lượng. Trong đảng là cơ quan kiểm tra, bên nhà nước là cơ quan thanh tra, rồi cơ quan điều tra. Thì trong thời gian vừa qua cũng có cái sự phối hợp chưa tốt. Trong những trường hợp cụ thể ta thấy có cái sự né tránh này, hoặc là có cái sự đun đẩy, hoặc là chờ đợi, đặc biệt là sự chờ đợi. Kết quả là chúng ta phát hiện chậm, xử lý chậm. Như vậy, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan nội chính là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng chậm trễ trong phát hiện, xử lý cán bộ mắc sai phạm thời gian qua. Thực tế này đòi hỏi quy trình, cách thức kiểm tra, giám sát phải đồng bộ và sát hợp thực tế hơn. Cách thức kiểm tra cán bộ với kiểm tra công tác tổ chức cán bộ thì mới đích thực là kiểm tra từ gốc. Không kiểm tra gốc, từ gốc thì dù có thêm sát xử lý kỷ luật nghiêm minh đến đâu thì cũng không thể phát hiện được những kẻ ở những chỗ dựa để các phần tử thái hóa, ẩn nấp và lợi dụng chui sâu. Công tác kiểm tra giám sát đấy thì phải đi thẳng vào những vấn đề lĩnh vực nhạy cảm, đặc biệt những vấn đề bức xúc, có dư luận bức xúc là phải đi vào kiểm tra giám sát thì dứt khoát sẽ có hiệu quả. Và như thế thì có thể nói là chúng ta vừa phát hiện xử lý kịp thời, vừa mà có thể gọi là nâng cao cái niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, có một thực tế là các quy trình, quy định của Đảng dù chặt chẽ đến đâu nhưng khi thực hiện, người đứng đầu trách nhiệm không cao thì cũng vẫn để xảy ra những sơ hở. Vì thế, thì trước hết phải nâng cao ý thức trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác kiểm tra giám sát. Kinh nghiệm thực tế cho thấy công tác kiểm tra giám sát của sở dĩ chúng ta làm được, đặc biệt ở Trung ương, là bởi vì có sự lãnh đạo chỉ đạo hết sức kiên quyết, nhất là người đứng đầu đảng. Vậy thì cơ quan kiểm tra mới làm được. Phải làm được như vậy thì mới kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm những sai phạm của cán bộ, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.